Chào các bạn nha. Hôm nay nhóm mình làm món phèo nhức bò. Vú bò. Vú bò mình nướng siêu cay nha các bạn. Nào mình mua ớt nhiều lắm. Này ớt sa tế luôn. Ớt nhiều với sa tế nhiều. Hôm nay mình kiếm được cái wheel mới rồi bạn ơi. Wheel xong nè. Wheel này mặt hàng nha các bạn. Đây là wheel mặt hàng xong mình nè. Đó, lý tưởng các bạn. Đây đó, mát lắm. Mắt em lại buồn ngủ rồi các bạn à. Giờ mình đang nhóm lửa trước nha các bạn. Rồi đến giờ mình chế biến các bạn ơi. Rồi sơ chế đi hay đồng chí ơi. Từ từ. Cắt ra. Em lột khỏi chưa? Đưa cái kia cho anh đi. Lấy cái dao bên kia đi coi. Lột khỏi. Giờ mình bầm ớt nha các bạn ơi. Bầm ớt mình ớt vô cho nó siêu cay. Cái tấm thớt hơi cũ các bạn thông cảm nha các bạn. Thì tấm thớt này mình cũng đi mượn của người ta chứ mình không có đem ở nhà tới được. Hàng Khoa nó đang bầm ớt. Chặt quá nên để mình Khoa làm nha các bạn. Mình lột tỏi. Hôm nay là đồng chí Cẩm. Tôi là hôm nay phụ bếp. Để cho đầu bếp Khoa vô. Giờ xuống làm cái phụ không? Để làm cho phụ à. Cho làm chính nữa. Làm chính cái hổng gài hoài rồi. Này để cho anh Khoa tổ tài bữa. Hổng này làm chính này làm két nữa. Gió hiều mát quá các bạn ơi. Gió này cứng hoài luôn các bạn. Khỏi bắt quả. Anh Duy quay vòng vòng đây có tên bạn nào ghi đây không? Có bạn nào ra nhận hàng. Có tên bạn nào đây ra nhận hàng nha. Tên này nhiều lắm. Đây với bạn học sinh là đây chơi yêu nhau viết tên quá trời rồi. Chửi nữa có chửi nữa các bạn. Vừa yêu vừa chửi luôn à. Quá trời các bạn ơi. Yêu cũng được hạn nha. Hồi đó có mình nữa nha các bạn. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Các bạn ơi, nãy giờ mình bầm tỏi ớt rồi các bạn. Bây giờ mình ớt mấy bạn ơi. Tỏi ớt với sa tế. Nãy giờ có ớt với sa tế đi, giờ để Khoa nó đem tỏi lại nè các bạn. Lên. Tỏi đâu? Dạ, không có tỏi. Đang kêu là có liền không mấy bạn? Dao ăn. Nè tỏi ớt các bạn ơi. Ớt nhiều lắm các bạn. Tại lên miếng bột ngọt. Đó, các bạn kêu là có liền. Cho mình cho miếng bột ngọt vô. Dầu ăn nữa. Dầu ăn nữa bạn. Thấy không? Nhiều chứ hả? Nước mém nữa bạn ơi. Miếng nam ngư. Đây nhị. Đây nhị á. Đó thấy cũng đỏ nhiều các bạn. Tại có quất vô mình thấy ít thôi chứ thật ra nhiều lắm á. Cho mình nấu phèo trước. Đây cái chuối nè. Bây giờ tiếp gốc chuối à. Này mình gốc mía đặng hồi mình quấn phèo vô mình nướng các bạn. Ở Khoa gốc trên bờ có gì hồi mình dọn dẹp Khoa. Nói mình gốc mía mình quấn cái phèo vô mình nướng. Nướng nóng cái cây mía nó tôm mật ra vô phèo nữa ngọt lắm các bạn ơi. Hấp dẫn lắm. Đợi cho chú Khoa gốc mía giờ mình ớp đi cả đây. Khoan cho em con dao cái Khoan. Bắt bớt này ra đang cho nó mình quấn được nữa rồi. Cây mía đủ không ta? Đủ à. Lợi mà không đủ chứ. Đủ. Không được chẻ mía làm hai. Ừ. Chẻ làm hai. Mía bự mà. Lóc mỡ ra gì vậy? Lóc mỡ ra mới bấm được chưa? Phụ cầm nó cái anh mà. Phụ. Đây. Dừng đụng vô mấy trụ cầu và đền không được à. Kẹp à. Mấy bạn có xuống đây chơi thoải mái nha. Tại mình thử nãy giờ cũng nhiều rồi. Còn tốt lắm. Mới thử rồi. Mới thử cái lóc rồi mà. Mình lóc mỡ ra các bạn. Mỡ này ăn cũng ngon lắm á. Để hồi mình xỏ cây mình nướng luôn. Chứ mình không có bỏ.
em nghe luôn hả? Chưa, để coi mình quấn cho đủ không, mình hả trẻ? Cái gì nhắn? Đâu có cái này để nướng trơ luôn chứ đâu có lên dĩ. Đâu lên dĩ đâu? Đâu cần lên dĩ? Cái kia dĩ thôi. Cầm này các bạn. Mình lóc ra hết mỡ rồi các bạn. Bây giờ mình quấn những cái mía các bạn ơi. Nó mình chẻ cái cây cọng dừa các bạn. Chẻ cọng dừa cho mình quấn. Đấy, sẽ từ. Quấn đều nha. Đừng cho nó làm xui. Cái bề nào dẹp á. Nó từ em sửa lại, chỉnh sửa lại nó. Chỉnh sửa rồi lại. Rồi quấn vô con cây không đủ rồi ăn mài luôn. Chị có quấn đứng nó mới đủ thôi, chứ quấn nằm không bao giờ đủ. Rồi vô cái tên nữa. Chết rồi. Từ các bạn ơi, lỡ cái thật các bạn ơi. Lỡ cái thật quá, lỡ thật quá. Này nó không dám ghim sâu vô ghim đâu cạn để không. Để cái dán ra đóng xuống. Trời ơi. Đóng xuống cho nó cái phà. Ô thằng này không có làm gì được các bạn ơi. Nói được cái phá là giỏi. Để chưa, vợ các bạn. Hay ghê. Bắn lên. Không chưa cái đầu đã hồi gác đây kìa. Muốn chứ được hết rồi. Rồi là được hết rồi. Chậm ngoài. Khúc này bỏ lại mấy bạn. Chậm ngoài cái này. Tới luôn. Hết rồi, hết rồi. Rồi. Rồi đóng vô, đóng vô, đóng vô, đóng vô. Chừa lại chút đi. Khả năng à. Nó xé xéo á. Nó xé xéo cái đóng ngay vô chứ bung ra đó. Nãy mình đem thêm có một cây vía bạn ơi, không đủ rồi bạn ơi. Giờ kiếm vía cực lắm rồi. Cắt. Rồi. Tắm. Mình quấn rồi mình quét cái nước ớt lên nha các bạn. Quét cái nước ớt đều lên vậy nè các bạn ơi. Đóng cây vậy? Đóng cây đằng hồi kê lên hả? Trời ơi, không biết sao trong ngoài có cái lỗ quá. Cái chỗ này mình khó đứng quay các bạn, cái chỗ này nhỏ với ngay sông nè. Khó đứng quay quá. Một chút sơ sẩy là có thể là tắm đó. Con vụt đó, vụt. Quét đều luôn nha các bạn. Chứ giờ mình tắt máy mình phụ với bạn ơi, giờ cái vụt tùm lum hết trơn rồi. Góc một cây đinh nữa. À, mình ốp xong rồi các bạn, giờ mình đem mình nướng nha các bạn. Giờ mình nướng theo cái kiểu giả chiến các bạn ơi. Cầm luôn. Phải cái củi nữa các bạn. Cái củi nữa đi. Bừa cái đống hàng rồi hả? Cầm vậy luôn á, nướng vậy đi. Cái mấy củi. Banh cái thằng ra không? Banh là dưới. Chỗ này mát mà xa nhà quá bạn. Rung tay nha. Tôi dài, tôi dài, tôi để cây dài tôi. Trời ơi, đồ kê nó khỏi rồi nay, chặt phải tới dừa. Biết sao kê à. Chỗ này hơi xa nhà nên điều kiện hơi thiếu thốn các bạn. Hai người ngồi dĩnh vậy. Trời ơi, dĩnh vậy luôn hả? Chơi luôn tối chơi rồi. Quay đều đó các bạn ơi. Quay đều đó thôi nó mỗi tay chết. Khét à. Chế cái đồ kê cái cảnh. Không biết chế sao mà cứ. Cái gì vậy? Đại gì nhiều tuổi đi cắt lên. Kê lên như vậy rồi. Thấy ngon kìa các bạn. Này nướng lên hang nó phồng lên hang, ở trong này có bột trong nữa. Quá sức luôn các bạn ơi. Được khoảng 70% rồi anh em. Gần chín rồi, thơm lắm. Quay cho anh em coi nha anh em. Thèm chảy nước miếng, chảy nước miếng. Thèm chảy nước miếng, chảy nước miếng. Coi cho mọi người coi nha mọi người ơi. Ba hồi mọi người, ba hồi anh em, ba hồi các bạn. Giờ hết biết đường kêu luôn rồi. Kêu yến rối. Thơm quá và các bạn ơi. Cái bộ gì vui lắm anh em.
quan sơ cẩm. Con Khoa nó đang sắc vú, nó ốp vú, xong rồi nướng nha các bạn. Rồi xong mình nướng vú nha mấy bạn. Đây đầu bếp cẩm thì tôi bên qua bên phụ bếp rồi tôi nướng à. Thấy thì nhiều nước rồi anh em. Thèo nhất bò nghe anh em. Đó. Nướng luôn. Thấy gì không anh em? Giờ mình tới nướng vú nha các bạn. Vú bò mà cầm lên muốn nhiều nhiều sữa xuống luôn anh em. Vú bò này có sữa các bạn ơi. Để từ từ anh rửa lăn nha. Để vô. Khổ quá bạn ơi. Bên đây mình vẫn đang nướng phèo. Phèo bò các bạn, tới nốt phèo heo nữa rồi. Đây mình làm hai cái lò nướng cho nó nhanh. Vừa bỏ lên cái tái dạng liền anh em ơi. Sữa còn vú này còn sữa ngang các bạn. Không dám thở luôn anh em ơi. Trái củ không? Giờ chắc làm cái đồ gấp khác quá, cảnh làm đồ gấp tật vụt các bạn ơi. Có làm đâu, cái cây trẻ ra luôn chứ có làm gì đâu. Dưỡng lọt như là é luôn á cảnh. Lọt cái dư miếng nào cho anh Quang những cái đó. Rồi vàng tươi các bạn. Này nãy mình có ốp cái nước ốp hồi nãy. Rồi mình bỏ thêm miếng chao nữa các bạn. Miếng chao vô thơm nực mùi chao dữ lắm. Quá là ngon các bạn ơi. Anh em ai muốn đặt hàng ở này đặt luôn nha. Xin liên hệ hả? Xin liên hệ có caramel. Để em đi lấy nó chi. Hàm nóng nóng. Thì đó lóc sẵn rồi. Để nó chi để cho nóng. Khó quá các bạn ơi. Quá trời khó vậy. Này lâu lâu mới có nè nè. Ôi. Nổ nữa bạn ơi. Đốt mạnh cũng nổ rồi ta kìa. Dạ, thanh niên Khoa đang giót đũa nha các bạn. Đâu có gầy hành phẩm không? Người ta đi rừng, người ta có tre, người ta làm búa tre. Còn này mình có dừa, mình tận dụng dừa mình làm luôn nha các bạn. Chơi búa dừa. Đó. Ok Khoa. Xuống dưới đây nha. Đây tôi đũa. Gáp. Tự chế gắp thôi rồi. Yếu quá, thì yếu quá. Thì yếu thì yếu. Mềm quá. Mẻ luôn bạn ơi. Gắp vô thành đũa rồi. Mẹ bốc nó mua gắp nhỏ á. Ở nhà đầy đủ chứ, tại xuống đây. Không đi nó không đem hay. Đi dân chơi rừng dân vậy. Rồi thôi đi. Hết chỗ để rồi. Ở đây. Từ từ thôi nó teo lại mình sắp. Rồi để chín chín này tôi quay với bạn con nha bạn. Chín nè các bạn ơi, vú mình chín nè bạn, mình gấp mình ra mình review luôn nha các bạn. Vú mình nè, vú có caramel mấy bạn. Vú heo. Ôi vú bò, chứ phải vú tôi các bạn ơi. Đèo tiền. Gấp ra các bạn ơi, cái màu đầu. Đem to ra đây mình review thẳng ở đây luôn. À, rồi biết luôn. À. Đấy, chuyện anh em ơi. Cái nước chấm là anh em. Này nước chấm mà chao à. Này chao mình quậy lên thôi chứ có nêm nếm miếng đường vô rồi. Tỏi ớt nó mày. Tỏi ớt rồi vô thôi chứ không. Ủa không, này không cho xả luôn không à? Có không. Có ít. Ủa đang xả ớt gì vậy? Nãy mày sắc mà. Ớt vô đây nè. Thôi, thưởng thức đôi này ăn này hết đem lên. Đúng, lắm luôn. Vô đi. Nóng nha. Nóng cầm tay thôi. Đúc nó ăn cái cây cảnh. Để em. Bột da mỏ. Nóng. Đừng có chi á. Nóng anh em ơi. Mới ra lò anh em ơi. Thôi. Nóng thì nóng. Vô ơi. Thôi ăn đi. Ngại nữa. Khỏi bạn mấy bạn. Nóng quá bạn ơi. Sữa biết nóng đâu ăn. Sao anh dép. Nóng quá. Trời ơi, kìa vậy. Nó vừa ăn mỡ giòn rồi. Được không? Giòn. Thơm mỡ giòn. Cũng giòn lã rồi. Béo. Nhờ có sữa béo. Còn ba mùi sữa luôn bạn. Bò dưới bò có sữa thiệt không bạn? Tề cà thèm cũng nhâm cũng lâm le bạn ơi.
cầm lòng không đậu các bạn ơi. Lấy cái kia. Ừ, đã hóng rồi đó. Dưa leo mình nãy mình rửa rồi kìa các bạn. Trời ơi. Này là trái sữa, gọi là trái. Cái này là dưa leo nhà trồng luôn các bạn. Nãy hái mà không có quay cho các bạn coi được. Của ông già. Ông mày không đem mèo lại mày. Từ từ review từ món. Chứ. Nãy kêu Khoa review nó nói thôi, nó không review, nó ăn thôi nó nhậu không nổi. Nhìn nó cầm lòng không đậu luôn bạn ơi, rồi nó quết các bạn ơi. Quá rồi. Cắm quết luôn này nè. Rồi giờ không lại luôn mà. Không thể ngăn cản. Hai bạn biết nữa nha. Quá ngon vừa. Vừa nướng rồi đó. Tan tôi. Đấy, ngon quá chứ. Còn còn mấy nữa. Ba ngọt cái bánh Việt mà. Nhân vật quen thuộc. Mấy đồng chí ăn cũng coi trở thôi, khét cái trách luôn mấy đồng chí ơi. Này mình vừa nướng vừa ăn luôn, tại biết luôn các bạn. Đâu có bỏ được. Còn trên bếp nha các bạn. Trở thôi, khét các bạn ơi, vừa ăn vừa trở. Không có đem gì theo, cái lượm một mấy vừa mỏ mình kê mình nướng luôn các bạn. Phải đem có cái dĩ không à? Nhìn là biết rồi. Đắng không Khoa, đắng là làng không cho mày. Đắng qua hỏi nó cắn con cá rồi ngồi luôn chịu trận ngon lắm. Sao ấy ngon không? Ngon cay. Siêu cay mà nướng chấm cay ăn thịt thôi. Ăn thịt đâu ăn hết rồi hồi vô cho anh Khoa anh cự chơi. Thấy nước chấm chấm này cũng ngon hả? Mày rú nó ngon hơn. Lấy phèo ơi cảm. Nhân vật chính. Hai món luôn. Đợi trời thằng dở. Vậy, rồi cắt rồi nó mà chặt kìa. Cắt rồi nó mà chặt kìa. Mình là cắt mình ăn súp. Thử đọc luôn cái bài tiếp luôn các bạn. Thôi. Từ từ tôi review coi. Đem lên trên em. Ở đây bị chói nắng trên đây đem để lên đó luôn cả đây. Rớt cái mày no mày liền á. Như là quýnh con hàng á. Mày nhắm mày chịu nổi không? Anh em tôi. Tôi thử trước anh em. Ta ăn hẹo chứ ta không ăn dao. Bổ ghê hả? Ngon. Cái này tao giết bỏ ngon đúng hẹo. Chắc mất ba. Không dám ngon hả? Tao phá. Tớ dạ. Phèo nữa nghe cái gì? Dao bén dữ lắm. Đẹp nhất của bò nghe quý vị ơi. Ngon. Ấy. Ngon biết vô ấy. Biết là biết rồi. Cài quá. Tá là vụ của cảm này là sao cứ ăn. Khỏi ăn đi. Ai bị vụ ai. Bị vụ rồi. Nè. Cầm cho. Giòn không? Phèo giòn không? Ngon lắm à. Nói chung là nó không có giòn. Nóng. Tại vì mình đây mình vô mình ớt cây mía rồi các bạn, giữ nước rồi, với nước mía ra nữa. Sắp đó kìa nghe. Mày chắc lâu quá nóng. Rớt không à, không có dám đè tại cây mía gãy rồi. Trời ơi, nóng. Rồi mày không bóc mày ăn đi, mày ngồi đó rồi cầm. Mắc luôn rồi. Đây là ăn rồi bạn, công cực của bạn. Ê, nặng. Đây các bạn ơi. Trời ơi, quất mũi đâu mặn lắm các bạn. Mời lại nha, cái phèo nhất bò. Nước còn phút bên đây nó còn nước rồi nha. Còn nước. Rã. Nóng, còn nước nó nóng nè. Còn lấy nước rồi. Có mặt mía chảy ra không? Không. Nè, nóng nha, từ từ đó. Nóng không? Nó mới thôi. Chỉ cay, chỉ nói nước cấm trà cay mà chỉ chấm quá bạn ơi. Được. Nhỏ. Quay ra đây luôn, quay lên luôn vậy cắt. Ok, caramel quá mày ơi. Quá. Thôi, được rồi. Lát được anh rồi. Ăn sao? Được rồi. À, đưa cho caramel miếng bà. Thử miếng nữa em. À, caramel chép ra. Không ra đi tao đút luôn cho làm nhân nít vậy. Mời caramel cái bà ơi. Nào. Chưa thấy cái bà. Đó.
Dẹp. Bẻ miếng mía, ăn luôn dẹp. Nóng hổi hả? Nóng rồi. Rồi, mày bẻ ra tao ha. Căn cái ruột gà luôn cho coi. Có phèo có bọt quá ông ngon quá. Đó. Dài ha, mà nướng nó dài ha. À, dài vậy. Mày làm cái mía rồi nghe quý vị. Qua là ngon đó. Ngọt à. Rồi. Mía này là mía ngọt nha các bạn. Mía nào không ngọt, đâu phải có bò đâu. Mía này là mía tím rồi, mía lắm. Không. Tại là cái này khúc ngọt. Khúc ngọt không ngọt nhiều lắm. Ngon. Khúc góc mình cầm dưới đây rồi. Rồi, nhẹ tay thôi. Anh Quang bên đây cứ lại nè. Đó. Không phèo ngon quá. Hồi nào giờ mới ăn miếng nướng luôn mấy bạn biết là nó dai luôn mấy bạn. Đó gấp lên xíu nè. Gấp lại đi. Chín hết rồi ơi. Quá ngon luôn. Xong nước hữu tình các bạn. Ăn xong rồi tắm luôn. Này tôi phải gác lại đó các bạn ơi. Tôi mà không gác lại là tôi không có được ăn luôn các bạn. Rồi. Đã chín rồi nè. Gác lại cho nóng nha các bạn. Tiếp tục mình nướng cái khác. Cái gì vậy? Rồi kết thúc clip luôn rồi cả nhà ơi. Review nữa hả? Nữa chứ mà. Vô miếng nước á mình làm tiếp mấy bạn. Cho ngay caramel là ngồi vậy luôn á. Hả? Bà vậy? Làm luôn miếng nữa em. Lỡ rồi. Lỡ rồi cho caramel lỡ luôn. Lỡ miếng nữa của uống sữa bò. Cho nó miếng đi thôi nó chửi cha. Không à, không cho. À, không cho. Caramel đòi tắt vô review rồi các bạn. Để mình cho lấy nét không được ta. Để tôi ra tôi quay cho caramel vô mấy bạn. Để nó chửi cha mình. Để hồi chửi cha mấy mẹ chết nữa. Review miếng vú sữa bò các bạn. Giòn á, dai dai á. Đúng vú luôn. Ừ, lắm. Vừa nướng vừa ăn nó ngon. Không pha sắc dày mà nó cũng vẫn còn giòn nha các bạn. Còn nó trong nó mềm nữa. Nó mỏng quá, nó khô rồi, nó đâu có đâu còn sữa đâu. Gì rồi. Ở trong có sữa ngọt. Ngọt không? Y như sữa bò. Còn sữa à? Còn sữa chứ à. Quá tạo các bạn. Rồi, quá đã các bạn. Không ngon quá. Đó, lên nét lại. Vô quận miếng cơ lao đi. Chấm hết tôi chấm luôn. Còn sao không? Mấy bạn gắng đăng ký chia sẻ giờ mình giúp mình có tiền mình mua cái camera mấy bạn ơi. Quay điện thoại khó lấy nét quá. Vô tiếp đi. Vô anh ba. Ừ. Vô. Vô hết nổi rồi nãy giờ no. Vô. Anh ơi. Còn thành viên nhỏ đâu núp núp đó cắn hả? Cạp gì đó hả? Không, cũng này nó khác hơi mỏng chút xíu á. Anh em mình luộc. Mình chấm dầu cũng hết sảy luôn. Ừ. Luộc cũng ngon á. Luộc ngon. Ừ. Chấm mắm tôm không? Mắm không? Ừ. Mắm liêm, mắm liêm. Hết tài, hết tài. Ngon, ngon. Giờ mà có giọng ngủ có đảm nè. Ê, được kết thúc nha. Rồi. Chào bạn anh chị, mình kết thúc, xin kết thúc clip đây luôn nha các bạn. Mời các bạn like, share, subscribe dùm kênh các bạn. Bye các bạn. Bye các bạn hết nha. Theo dõi đăng ký nha các bạn.